chân vào trường thì em thấy trường rất là to, rộng lớn. Thấy sự hào nhoáng chớp ngợp làm cho mình khó thở. Chị em cũng từng học đây nên em nghĩ là bây giờ chị em cũng có công việc kiểu ổn định này kia. Em nghĩ là chắc trường cũng có môi trường khá tốt này kia để em nhập học. Và thực tế anh cũng vô tới đây, vô tới tận trường. Thứ nhất là trường mình là khuôn viên, cây xanh, tất cả trang thiết bị của nhà trường rất là tuyệt vời và rất là hiện đại. Mình thấy là cái khung cảnh kể cả môi trường ở đây mình cũng thấy rất thích và rất phù hợp với là cái ngành của du lịch của mình. Khi mà con mình bước vào cái trường đại học này, kể cả các tân sinh viên đi trước hay là các những cái gì mà con mình không biết đều họ có chỉ hướng dẫn và chăm sóc rất nhiệt tình. Vừa tin tưởng mà vừa vui vì là xuống đây thì gia đình là cũng yên tâm. Tình chú đón và nó là thấy cái cơ sở vật chất của trường nó rất là địa bàn, rất là tin tưởng gửi con cháu vào đó.